Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Alo Xe. Hiện tại mình đang có mặt cửa hàng Hết Dép Bình Dương, chi nhánh số 1 gần vòng xoay An Phú, thành phố Tân An, tỉnh Bình Dương. Và ngày hôm nay là cũng đầu tháng 1 và cũng giai đoạn cận Tết rồi, nên là cái thời điểm này chắc chắn thì bên dịch vụ họ sẽ không kịp làm biển số cho các bạn. Nếu mà những bạn nào đang có ý định mua xe mà để đi chơi Tết á, thì các bạn có thể là mình tự làm biển số thì nó sẽ nhanh hơn. Là tự làm biển số thì anh em nếu mà chịu khó bỏ ra một ngày thì mình sẽ làm xong ha, rất là nhanh nha. Và giá cả trong cái tuần này đầu tháng 1 thì đối với dòng xe Winix vẫn giữ mức giá cũ so với cái video trước mà mình đã báo cho các bạn. Cụ thể là đối với cái phiên bản tiêu chuẩn hiện tại bên mình đã có mức giá là 32 triệu, còn anh em nào mua cái phiên bản đặc biệt hay là phiên bản HGC mà đời 2022 mâm đen nha, mức giá là 35 triệu đó. Còn cái phiên bản mà thể thao mà đời mới á, phiên bản thể thao 2023 mà có màu vàng á, là nó mắc hơn 2 triệu nha, là 37 triệu. Giá mình bảo cho các bạn đã bao gồm VT rồi, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Ngoài ra nếu anh em nào mà mua xe Winix mà tham gia cái chương trình trả góp ha, mua xe trả góp là mình sẽ được giảm 500.000 đấy, hoặc là anh em làm biển số tỉnh là được giảm 500.000 đó. Còn anh em nào mà làm biển số Bình Dương là giảm 1 triệu nha. Giá hồi nãy là mình chưa trừ giảm giá ra, nên là ví dụ như anh em mua chiếc xe Winix này 32 triệu phiên bản thường đấy, phiên bản phanh thường mức giá là 32 triệu và anh em làm trả góp thì được giảm 500.000 đấy, là chỉ còn có 31 triệu 500 thôi. Và nếu nào làm được số tỉnh nữa được giảm thêm 500 nữa, coi như là mình được giảm 1 triệu đó. Còn anh em nào làm được số ở Bình Dương mà mua trả góp luôn là giảm 1 triệu rưỡi, coi như mua chiếc này chỉ có 30 triệu 500 thôi, cực kỳ rẻ luôn, rẻ hơn dòng xe số phu chờ của phiên bản 2022 đó các bạn nha. Thì ở đây mình trưng 3 màu, màu đỏ, đỏ nhám phiên bản đặc biệt nè, màu đen phiên bản tiêu chuẩn và màu đỏ phiên bản tiêu chuẩn luôn. Tại vì cái giai đoạn này về mức giá của dòng xe Winix cực kỳ rẻ luôn, và giai đoạn cận Tết đó, nên là cái sức mua sắm của khách hàng cũng tăng, nên là cái lượng hàng hóa hiện tại ở những cái đại lý á, thì nó không còn nhiều nữa, nói chung là không còn đa dạng màu sắc nữa, nên là nó cũng rất là ít hàng nha. Nên là những bạn nào mà ưa chuộng những màu sắc màu bạc nè, hoặc là màu đen nhám nè, hoặc là màu thể thao nè, thể thao mà HGC á, thì các bạn liên hệ với số điện thoại của Bạn Ngân, thì Bạn Ngân sẽ kiểm tra hàng và tư vấn cho các bạn. Nếu mà còn xe thì Bạn Ngân sẽ gọi điện các bạn và mời các bạn ra cửa hàng để mình xem xe. Chứ giá hiện tại thì rất là mềm luôn, nên là dòng xe Winix hiện tại là một trong những dòng xe mà được nhiều bạn trẻ ưa chuộng nhất. Giá rẻ nè, ngon nè, bổ, chung là tiện ích đầy đủ ha. Có trang bị thêm phanh ABS nữa các bạn. Cực kỳ sướng luôn, chạy dòng xe công tay mà phân khói lớn mà có thêm phanh ABS thì khá là an toàn nha các bạn. Đây, phanh ABS đây, cái dòng cảm biến nè các bạn. Đó, dòng cảm biến ha. Đây là cái chiếc màu đỏ nhám nha, màu đỏ nhám với cái mâm màu vàng đồng. Đấy. Thì đối với cái đời thì 2022 này á, thì anh em mua xe về cũng không cần phải độ gì nhiều. Trước đây thì mình độ xi nhan này kia đồ. Đó. Anh em mua chiếc xe này về thì chúng ta cần làm cái đèn cho nó sáng hơn thôi. Tại vì cái đèn của Winix á, hoặc là những cái phiên những dòng xe mà công tay thể thao á, thì thông thường là đèn của nó không có sáng. Nên là anh em nào mua xe này về thì mình nên gắn cái đèn trợ sáng L4 hoặc là đèn trợ sáng nào đó, hoặc là anh em có thể là làm tăng mạch sáng cũng được ha. Tăng mạch sáng lên thì tăng mạch sáng tầm khoảng 1 triệu mấy đến 2 triệu tùy theo loại ha. Nó có nhiều loại, ngoài thị trường nó có nhiều loại lắm. Làm tăng mạch sáng thì nó sẽ chiếu sáng sẽ tốt hơn. Nếu như anh em nào mà thường hay đi đêm hoặc là đường dưới quê mình nó tối á, thì anh em nên làm lại cái đèn này ha. Đó là lời khuyên của mình. Còn không thì anh em nếu anh em nào mà chạy đường đô thị, đường thành phố này kia thì cũng không cần phải làm sáng chi đâu. Làm sáng nó sợ quá, sáng quá nó bất tiện so với cái người mà chạy đối diện các bạn. Còn anh em nào ở quê hay là những đường tối nhiều thì nên gắn thêm đèn trợ sáng thì nó sẽ hỗ trợ chiếu sáng nó tốt hơn. Đấy. Chung thì đó, với dòng xe Winix đó thì ở ngoài thị trường nó có rất là nhiều đồ chơi ha, tùy theo sở thích của mọi người thôi. Mình thích chơi kiểu nào thì mình chơi theo kiểu đó. Rồi, tiếp đến là về cái phần công tắc đèn cũng như là công tắc động cơ này kia đồ á. Đó. Đối với dòng xe này thì nó sẽ không có công tắc đèn nha các bạn nha, cũng như là công tắc động cơ cũng không có luôn. Thì anh em nào thích chơi thì thích độ thì độ, còn không thì mình để xin mình xài cũng được. Em này thì chỉ có nút bắt xin thôi, có file bắt xin thôi. À, bắt xin thì em này hình như là đã độ công tắc đèn rồi các bạn nha, chứ em này không có bắt xin đâu.
xe nguyên bản của nó là không có bách xin. Còn nếu mà anh em nào muốn chơi bách xin thì chúng ta phải độ lại ha, độ lại, mua cái công tắc bách xin mình độ lại thôi. Xe nguyên bản của em này là cũng không có bách xin đâu. Rồi cổng sạc thì đối với những phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ không được trang bị cổng sạc nha các bạn. Còn những phiên bản đặc biệt là phiên bản thể thao thì nó sẽ có trang bị cổng sạc. Nếu mà có trang bị cổng sạc thì anh em nên mua cái thùng gắn ở đây nè, để mình sạc pin này kia đồ, chứ dòng xe này nó không có cốp để đồ phía trước giống như dòng xe Tayga. Em này chiếc màu đỏ nha, phiên bản tiêu chuẩn nha, màu còn nguyên zin luôn, tên tem xe này kia nè, đấy. Chung thì tem xe của phiên bản tiêu chuẩn này nhìn cũng khá là ổn nha các bạn, nhìn khá là ok. Đó, với phần tem xe dài phía sau nè, anh em nào thích gắn độ gắt chân thì mình độ, hoặc là độ mấy phuộc sau này kia rồi, nói chung thì đủ nhiều đồ chơi lắm, ở ngoài thì chưa nhiều đồ chơi. Còn anh em nào không thích thì mình để xin mình chạy cũng ok rồi. Em này thì bắt tiện cái chỗ cản xe phía sau nè, cản xe sau nó cản xe gầy anh em, nên là nhiều khi cứ người ngồi xa hoặc là anh em chở đồ này kia nó cũng bắt tiện đó. Tại vì nếu mà không khéo thì nó hay bị chệch ở đây, nó bị hỏng chỗ này, chạy chỗ này. Còn những cái xe mà nó cản lời, cản liền luôn á thì nó sẽ để đồ ở đây thì rất là thuận tiện, nó bảo quản được đây. Người ngồi sau nó cũng dễ nữa. Nhưng mà rồi em này là một chiếc màu đen nè, chiếc màu đen nha các bạn, đó chiếc màu đen nha, màu đen phiên bản tiêu chuẩn, màu đen. Bên đây là màu đỏ. Xe này mình để nguyên zin thôi chứ không có độ gì chơi, chỉ có gắn cái công tắc đèn thôi các bạn. Đây công tắc đèn nó tích hợp vô chung cái công tắc tắt pha nha. Ở ngoài thị trường bây giờ nó nhiều lắm, nhiều loại lắm, nên là mình chọn lựa, mình chọn lọc cái nào tốt, ok, rẻ mình xài thôi. Khóa thông minh thì trên tất cả 3 phiên bản đều có khóa thông minh hết nha các bạn nha. Khóa thông minh cao cấp luôn nha, có đầy đủ 3 tính năng cho anh em luôn. Có đầy đủ 3 tính năng. Còn về trả góp á, thì đối với dòng xe này thì bên mình vẫn có hỗ trợ trả góp cho các bạn nha. Đấy, nhưng lúc như đầu video mình nói các bạn á, trả góp thì mình sẽ được giảm 500. Mình được giảm 500 ngàn khi anh em mà mua trả góp. Trả góp thì đối với dòng xe này anh em chỉ cần trả trước cho mình thấp nhất á là 3 triệu 10% giá trị xe, hoặc là nhiều hơn tí là tầm khoảng 20% giá trị xe, khoảng 6 triệu 10 triệu cũng được. Còn anh em nào muốn mua trả góp và nhận luôn cả bài gốc á, thì anh em trả trước cho mình đâu đó khoảng 30% đổ lên là mình sẽ được nhận luôn cả bài gốc nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin hẹn gặp lại anh em vào những video lần sau. Anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Khi nào về giá cả dòng xe Willys này có thay đổi hay là có những chương trình gì mới mẻ hơn nữa thì mình sẽ cập nhật đến cho anh em nha. Rồi, xin hẹn anh em vào những video lần sau. Mình xin cảm ơn.